gian chúng ta bắt đầu buổi thờ phượng chiều hôm nay. Xin lỗi là vì lo đám táng cho nên cái giờ giấc hơi trễ chút xíu. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì mọi điều ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội lỗi, tội ác ngươi và chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư mất, lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đổi cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đương thì ngươi trở lại như chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hạ hiếp. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng cất tiếng cầu nguyện và mời sự hiện diện của Chúa đến với tất cả anh em chị em chúng ta, giúp tất cả chúng ta đi vào sự thờ phượng buổi chiều hôm nay. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha sự thương xót của Ngài. Lạy Chúa, sự nhân từ của Ngài thật là lớn lao đối với chúng con. Lạy Chúa yêu dấu hiện diện, sự hiện diện của Ngài ở với chúng con tại nơi đây như chính lời Ngài hứa với chúng con. Lạy Chúa xin hãy đến, xin hãy ngự đến. Lạy Chúa ngự đến với sự ngợi khen của dân sự Ngài. Lạy Chúa gìn giữ tất cả chúng con, anh em chị em chúng con. Lạy Chúa những người có mặt tại đây cũng như những người không có mặt. Lạy Chúa Ngài ở cùng tất cả chúng con, dân sự của Ngài. Bao phủ chúng con bởi máu huyết của Ngài, bởi tình yêu thương của Chúa. Gìn giữ tất cả chúng con trong sự bình an. Lạy Chúa yêu dấu xin hãy ngự đến. Hãy đón nhận sự ngợi khen, sự chúc tụng, sự cảm tạ và sự thờ phượng mà chúng con dâng lên cho Chúa. Trong giây phút này, chúng con cảm ơn Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Alleluia. Chúng ta cảm ơn Chúa, anh em. The Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar each chosen one bring many sons to glory. Tình Chúa thật sâu sắc quá tuyệt vời, điều gì ta đem vì san dày, vì Chúa nhảy bàn chín con một ngày, lìa trời vinh quang xuống gian trần. Đau đớn và mệt mệt mang gì nhờ, ôi Chúa chờ nhoan mắt chẳng đôi xem, mọi gân sao trương Chúa con cầm chịu, để mọi nhân nhân lại vinh quang. Giê-xu bị treo trên cây thập hình, vì tội nhân thế nhai gân thay,
nhận tiếng gào la phí mang che khuôn từ mình mẹ quê rêu chê nhai hai bơi tôi chúa treo nhân mình chúa chết để tôi xong muôn đời thật ý của cha đã nên trọn vẹn kìa lời Giê-xu phán xong rồi tôi sẽ chẳng khoe bất cứ điều gì tiền bạc quyền lực và trí nhưng sẽ mừng khoe biết Giê-xu Christ về sự chết và Chúa sống lại. Bởi đâu tôi hơn đến ơn của Ngài, chẳng thể tìm đâu thấy câu trả lời. Nhận biết tan trong trái tim tôi này, Giê-xu hy sinh cứu trên tôi. Giê-xu bị treo trên cây thập hình vì tôi nhân thế nhãi gan thai. Nhận tiếng gào la phí bang che khuôn từ mình mỗi kẻ rêu chê nhai hai bơi tôi lôi chúa treo nhân hình chúa chết để tôi xong muôn đời thật ý của cha đã nên trọn vẹn kìa lời Giê-xu phán xong rồi tôi sẽ chẳng khoe bất cứ điều gì tiền bạc quyền lực và trí nhưng sẽ mừng khoe biết Giê-xu Christ về sự chết và Chúa sống lại. Bởi đâu tôi hơn biết ơn của Ngài, chẳng thể tìm đâu thấy câu trả lời. Đang trong trái tim tôi này, Giê-xu hy sinh cứu trên tôi. Bởi đâu tôi hướng đến ơn của Ngài, chẳng thể đâu thay câu trả lời. Nhận biết thần trong trái tim tôi này, Giê-xu hy sinh cứu chính
this body be your holy temple. Let this body be your holy temple, where your spirit dwells. Lord, come and dwell in us. Let this body be your holy temple. Let this body be your holy temple, where your spirit dwells. Lord, come and dwell in us. Here we are, Father. Made us your sons and daughters. Here we are, Father. We're here to give you honor. Let this temple bring you praise. Let this holy, holy place. You are building up your holy temple, using us as stones to assemble the Holy of Holies. We are becoming yours. Here we are, Father. You made us your sons and daughters. Here we this temple bring you praise. Let us be your holy place. Here we are, Father. Create us your sons and daughters. Here we are, Father. We're here to give you honor. Let this temple bring you praise. Let us be a holy place. Heaven singing, earth resounding.
all of the honor, all of the power belongs to you. All of the glory, all of the honor, all of the power belongs to you, Yeshua. Yeshua. Yeah.
Cảm ơn Chúa chúng con. Hallelujah. Chúng ta tiếp tục trong sự thờ phượng. Chúa ở cùng tất cả chúng con. Sự hiện diện của Ngài ở với chúng con. Lạy Chúa, đem tất cả tấm lòng của mỗi chúng con gần gũi với Chúa hơn. Lạy Chúa Thánh Linh, xin đụng chạm đến mỗi anh em chị em chúng con. Chúa ơi, những người có mặt tại đây cũng như những người không có mặt ở giữa vòng chúng con, trong sự xa xôi thăm viếng gia đình, Lạy Chúa, Ngài ở cùng, Ngài bao phủ và Ngài chia sẻ, gìn giữ mỗi người trong sự bình an. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above. Exalt thee, thy exalt thee, I exalt thee, thy exalt thee, Lord. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quy dân của Chúa hoài nghi trên mọi giai. Hãy hát lên con tôn vinh Cha. Con tôn vinh Cha. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, chẳng có điều gì, chẳng có điều gì quý hơn. Lạy Chúa, chẳng có điều gì tuyệt vời hơn, chẳng có gì cao đẹp hơn. Lạy Chúa, tình yêu của Ngài đối với tất cả mỗi chúng con. Cảm ơn Chúa sự thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa sự nhân từ của Ngài. Chúa ơi, dầu chúng con chẳng ra gì hết, dầu chúng con chẳng xứng đáng nhận sự thương xót của Ngài, nhưng Chúa vẫn thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng con chẳng làm một điều gì để đủ
Chúa ơi, để đón nhận sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài. Ôi Chúa yêu dấu, xin thần linh của Đức Chúa Trời Ngài đụng chạm đến mỗi tấm lòng chúng con. Lạy Chúa, mở tâm trí chúng con, tháo gỡ tất cả những điều gì còn ngăn trở trong đời sống chúng con. Chúa ơi, để chúng con đây, lạy Chúa, nhận biết Ngài, để chúng con lắng nghe được tiếng Chúa, để chúng con cảm nhận được sự đau thương mà Ngài chịu cho mỗi chúng con. Lạy Chúa yêu dấu, xin hãy đến, xin hãy đụng chạm, phá vỡ tất cả những điều gì còn ngăn trở trong hành trình chúng con đi với Chúa. Để Chúa mở tâm trí chúng con, để chúng con nhận biết, để Chúa những yếu đuối còn lại trong mỗi đời sống chúng con. Chúa ơi, để rồi chúng con đầu phục Ngài, để chúng con nhận biết những điều đó. Để rồi Chúa ơi, những ngày còn lại trên đất này là những ngày kết quả, là những ngày nhận biết Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Cha. Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mỗi đời sống chúng con, trên mỗi gia đình chúng con, trên cả dân sự của Ngài, đem chúng con đến sự gần gũi Chúa, đem chúng con đến sự yêu mến Ngài, đem chúng con đến sự đầu phục Ngài, vâng phục Ngài một cách trọn vẹn hơn mỗi ngày. Chúa ơi, để chúng con nhận biết tình yêu của Ngài, nhận biết chúng con là gì của Chúa và Chúa là gì của mỗi chúng con. Chúa ơi, để chúng con, Chúa, bước đi trong đức tin, trong sự mạnh mẽ, trong sự đắc thắng mỗi ngày trong hành trình của chúng con, đối diện với mọi khó khăn, mọi ngăn trở, mọi áp bức trong cuộc đời này. Để Chúa yêu dấu, xin hãy thương xót. Để Chúa yêu dấu, xin hãy thăm viếng. Để Chúa yêu dấu, xin hãy đụng chạm đến mỗi tâm lòng chúng con trong giây phút này, đem chúng con đến sự nhận biết Chúa càng ngày càng gần gũi hơn. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Cha. Alleluia. Anh em chị em chúng ta cùng đến trong giờ này, chúng ta sẽ dừng tiệc thánh. Trong khi chúng ta dự tiệc thánh, anh em chị em nào đã sắm sẵn của lễ cho sự dâng hiến thì đây là cơ hội mà chúng ta sẽ làm trong dịp này. Alleluia. Chúng ta cầu anh chị em chúng ta cứ bước lên, chúng ta nhận lấy nha. Chúng ta bước lên nhận lấy bánh và chén trong giờ này.
Chúng ta cùng cầu nguyện trước khi chúng ta nhận lãnh. Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha, sự thương xót của Ngài. Chúa đã chết cho chúng con, để cho chúng con có cơ hội được trở về làm con cái của Ngài. Lạy Chúa yêu dấu, giờ này chúng con mời đón sự hiện diện của Thần Linh Ngài đến giữa vòng chúng con. Hà hơi trên của lễ này, để khi chúng con nhận lãnh, chúng con được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Lạy Chúa yêu dấu ở cùng, đem chúng con đến sự kết hiệp trong thân thể của Ngài. Mọi yếu đuối chúng con được kết hiệp trong sự chết của Ngài. Và sự đắc thắng vinh quang của Ngài được kết hiệp với chúng con trong cuộc sống mới đi theo Chúa. Để chúng con kinh nghiệm Ngài như Chúa muốn chúng con kinh nghiệm. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng đón nhận bánh và chén. Như lời Chúa Giêsu nói, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta nhận lấy. Và chúng ta cũng nhớ lời Chúa Giêsu nói, này là chén của sự giao ước mới trong huyết ta. Hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta cùng nhận lấy. Chúng ta cảm ơn Chúa. Anh em chị em, chúng ta cùng an tọa, chúng ta lấy giây phút này, chúng ta chào nhau nhé. Chúng ta lấy cơ hội chào nhau. Chúng ta tìm đến những người mà chúng ta ít gặp nhất hoặc là ít biết nhất, chúng ta chào hỏi. Để chúng ta biết tên, chúng ta biết tên tuổi. Biết tên thôi, không cần biết tuổi.